So we have to remember, we have ABC. A is advisor, we always borrow power. B is yourself, C is our prospect. Và bây giờ tôi sẽ giải thích nhiều hơn cho các bạn hiểu về ABC. A ở đây chính là những cái người mà các bạn mượn sức mạnh như tôi vừa mới nói. B chính là các bạn, chính là cái cầu nối. Và C ở đây chính là những cái người mà mình muốn nói chuyện, muốn thuyết phục. So A can become activity, upline, senior upline, company, director, or VCD, or meeting, anything can help to convince your prospect C. Các bạn đừng có nghĩ đơn giản rằng A ở đây chỉ là người tuyến trên của mình, mà thực ra nó là tất cả những cái gì có thể làm cho bạn tạo thêm cái niềm tin, cũng như là công cụ cho các bạn có thể thuyết phục mọi người. Đó là công ty, là buổi họp, là nguồn tài liệu, là CD, là sách vở. Tất cả những cái mà có thể cung cấp cho các bạn cái công cụ để làm việc. Let's say, and B, this book is A, you all are C. When I take up this book, how? Tôi lấy ví dụ rằng tôi, trong trường hợp này tôi là B và cái quyển sách này chính là A và mọi người ở đây là C, thì tôi sẽ làm như thế nào ạ? When first time I come to Vietnam, nobody want to listen to me because I very very simple. They do, I'm a tea from Elgin. Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam thì mọi người cũng không muốn nghe tôi nói lắm, bởi vì tôi ăn mặc thì trông cũng bình thường và mọi người không nghĩ là tôi là một tỷ phú lớn của công ty Elgin. When I open the book, wow, he said, wow, you are number one in the book. Phong Chí, ui, you are number one in the book. Then they start to listen to me. Nhưng mà khi tôi rời cái quyển sách này ra thì mọi người biết được hình ảnh này chính là của tôi. Và tôi là một người dẫn đầu trong số những người của công ty Elken này. Vì thế mọi người đã rất là tin tưởng và rất là ngạc nhiên. That's how we use this A. So we have filing a book. Let's say, filing. Đấy là lý do vì sao tôi nói rằng quyển sách cũng chính là A. Now you want to say Sprina, I Sprina, no good, no good. So you have to A, filing is A. Và A ở đây cũng có thể là các cuốn tài liệu về sản phẩm như thế này. Khi chia sẻ với các sản phẩm, mọi người sẽ không tin tưởng bạn ngay lập tức được. Các bạn hãy đưa ra những cái thông tin cũng như là dẫn chứng từ các cuốn tài liệu này. Some your friend, your brother say, don't want lah, you cannot lah, I don't listen to you. You say, never mind, give me 10 minutes. All this newspaper, doctor, all this doctor say. Có nhiều khi các bạn nói quá nhiều với mọi người cũng chưa chắc đã hữu hiệu bằng cái việc mà đưa cho mọi người xem cái cuốn tài liệu này. Bởi vì tất cả những cái thông tin đó đều đã được chứng thực và là bằng chứng khoa học của các vị giáo sư bác sĩ trên thế giới. Vì thế họ sẽ dễ dàng để tin vào lời bạn nói hơn. So when you share filing, you must excitement. For big. Then you say, newspaper, doctor say, newspaper say, you see or not? All doctor say, Sprina very good, not the book. All doctor Japan, doctor say very good. Và khi chia sẻ về những cái cuốn tài liệu này, các bạn cũng nên hứng khởi. Đấy là có 4 cái to như tôi đã nói với các bạn rồi đấy ạ. Khi mà chia sẻ về các sản phẩm này, các bạn cũng nên nói rằng tất cả những bằng chứng, những cái dẫn chứng này đều là được chứng minh bởi các nhà bác sĩ của các nhà khoa học hay là bác sĩ trên toàn thế giới. Ok, doctor say PhD, the book say very good for brain, very good for baby. WHO, the World Organization, they say very good. Not I say. WHO say very good for your children. How? After 5 times, they listen to you. Có thể là ngay một lần đầu tiên họ chưa tin tưởng hoàn toàn lắm. Thế nhưng các bạn hãy kiên trì và sau khoảng vài ba lần hay thậm chí là 5 lần thì mọi người sẽ tin tưởng hơn về những cái lời mà bạn chia sẻ. Mexico government say very good for baby, very good government say, not I say. Đây, ở trong cuốn tài liệu này nó cũng có những cái bài báo của các nhà khoa học đã chứng minh nó rất tốt cho trẻ con. Doctor say very good, prevent breast cancer. Doctor say many doctor say Harvard, the number one university in the world, they say very good. Các bạn cũng có thể đưa ra những cái bài báo từ các nhà khoa học, những cái người đã nghiên cứu trước, mà mọi người sẽ dễ dàng tin vào những cái lời này hơn. Ok, this all experts say, not I say. Until they ask how much. You want one bottle or two bottle, then you closing already. Các bạn hãy chia sẻ cho đến khi mọi người hỏi rằng cái sản phẩm đấy là bao nhiêu tiền, và khi đó thì các bạn đã thành công rồi ạ. Okay, books, V
BCD, CD, meeting all are A. We always become B. We use the A to talk to our customer C. Then we can become very successful in Elgin. Và cái nguyên tắc ABC ở đây có nghĩa là mình làm cầu nối, làm người B và đưa những cái nguồn tài liệu chính là cái A đến để nói và chia sẻ với người C. So today I do demo more than I talk, okay? I do demo, let you see how I do normally. Và hôm nay tôi hy vọng là những cái việc tôi làm ở đây có thể là một cái kinh nghiệm cũng như là các bạn có thể học hỏi tôi và sau này mình cũng có thể chia sẻ được giống như là tôi đang làm ạ. Okay, like company, you can use company photo, Elgin number one in Malaysia, Singapore, company photo. Office also, Elgin Hanoi office, that's A. Đây là những cái A mà các bạn có thể nhìn thấy, những hình ảnh về công ty, những cái thông tin hay là những cái thành tựu mà công ty đã đạt được. So we can use all the expert doctor say, right? Và các bạn có thể sử dụng những cái nguồn tài liệu này để có thể chia sẻ với mọi người. You can use IG6 filing, Spirina filing, all doctor say, book say. Và tất cả những cái cuốn tài liệu về sản phẩm nữa. You want to train your downline, you cannot talk like Sing Kok Ming. Never you say Sing Kok Ming say, watch Sing Kok Ming CD, Sing Kok Ming teach you. Có thể là những cái người tuyến dưới của chúng ta sẽ không thể gặp được trực tiếp tôi. Thế nhưng các bạn có thể đưa cho họ cái đĩa CD này và họ có thể biết được Sing Kok Ming là ai và biết được ông nói về những cái gì. Sing Kok Ming not expensive, only how much? 15,000 Vietnam dong Sing Kok Ming. Sing Kok Ming hoàn toàn rất là rẻ ạ, chỉ cần 15,000 các bạn đã mua được một Sing Kok Ming rồi. Okay, okay, the meeting you bring them come. Like winner side is A. So our downline 140, they go to winner side. Wow, different. 20,000 people there. Và các bạn cũng nên tận dụng những cái lợi thế từ các buổi họp của công ty. Các bạn hãy dẫn mọi người đến để mọi người biết được, hiểu hơn nhiều về công ty và biết được cái hình ảnh của công ty nó lớn như thế nào. Và theo tôi thì cái buổi đi vinh danh vào ngày 27 tháng 4 này chính là một cái A. Những cái người đi đến đó chắc chắn sẽ có một cái cách nhìn khác về công ty.